Giới thiệu với mọi người, đây là dì Hai nha, 64 tuổi ở Bến Tre. Bệnh đã trải qua rồi. Dì Hai đã trải qua những cái căn Sao bệnh? bệnh mà nay dì Hai dùng những cái thuốc nam, cây thuốc này kia mà dì Hai đã hết. Thì nay dì Hai muốn chia sẻ với mọi người Từ sau để khi mình mọi có người ai gặp thầy gặp thuốc mà không hết đó, có khi là áp dụng lại hết. Thì cái đó là coi như là giúp đỡ mọi người, giúp đời. Nói gì để hai? Hai nói nha. rồi bây giờ nói nè, Ừ. tôi năm nay Con 60 trong bé trái chuối. rồi, Với lại trái bí 64 quần tuổi hải rồi. đúng không? Khi năm 36 tuổi thì tôi đi thiên đàng. Thì đi thiên đàng đó thì bề qua thì 50 thước, chiều cao 10 ta chiều cao lên 18 thước, đi qua 50 thước. Nếu ai đi qua đó được, cũng như cái cầu dây đi. Thì khi tôi đã đi á là người ta nói á, đi qua phải lấy cái gì về đầu cầu bên đây. Tôi qua tôi chụp được chiếc yếu manh, tôi bỏ vô trong cái nách tôi ôm về, thì ai cũng đều vỗ tay là vì sao. Tôi bỏ vô ngang tôi chạy, nếu tôi để giò tới tôi bước thì cây nó đưa qua thì tôi rớt xuống sông tôi chết. Nên đó là một phần thứ nhất là đi thiên đàng. Qua phần thứ hai là tôi đi 12 kỷ ngục. Xuống đó hai nồi cháu lú hai bên, hai quân hầu đứng hai bên kêu tôi xuống dưới. Là khi vô thấy là kéo y như Phạm Công Quốc qua mình đi, ai nhiều chuyện rửa đồ đun sôi với hai nữa rồi cắt lưỡi. Thì tôi thấy tôi quá sợ tôi mới lú đầu vô. Thì hai quân hầu báo có bà nói á, mày ăn cháu lú rồi về. Tôi lấy cái giá tôi mới dạo lên, cái giá bằng gáo dừa chứ không phải là cái giá bằng sắt. Thì tôi dạo lên 12 cửa ngục đó thì vô được mà ra không được, nên tôi thục đáo ra. Tôi nói á, trong lương tâm nói á, cháu dạo lên toàn đậu đen không à, máu me y hệt như cái huyết hậu con heo mà nằm trong cái cuốn họng con heo mà móc móc ra huyết cục cục. Tôi trả lời tôi nói máu giống máu què quá mà ăn gì. Thì tôi đã giật mình thức dậy tôi về. Thì trong đó là tôi đi cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà từ đó cho đến đây thì hồn tôi đã nắm ở dưới quê ở dưới hết rồi, là phần thứ hai. Qua phần thứ ba là đi thiền Bát Nhã. Và mới đi thiền Bát Nhã nay chừng năm mấy nay thôi, gần 2 năm nay đi thiền Bát Nhã. Đi lên cái kiệu khiêng ra một bãi biển thật to, sóng lớn, mà chiếc xuồng á thì có ba lá nhỏ như chiếc xuồng dưới quê nhà để giữ dịch, căng dịch để dưới sông suối bơ xuồng. Rồi khiêng cái kiệu khi để xuống, tôi để xuống dưới đất rồi biểu tôi mặc đồ thay đồ rồi đi thiền Bát Nhã. Thì thay một đồ bộ đồ xiến ra, thì bịt mặt bịt đồ thì thay đồ đã hết, là được biểu tôi đi vô phòng thay đồ. Tôi dẹp phòng ra thì tôi thấy tàn áo bà ba nhỏ nhỏ, áo cụ hồn không à. Tôi trả lời tôi nói áo chút chút tôi bận không vừa, rồi đi xuống xuồng như thế này biển không mà sóng lớn là có thể nhận chết, nên tôi không đi tôi quay về. Là đó là phần thứ ba. Qua phần thứ tư vừa qua rồi, ngày mùng 2 tháng 7 năm rồi, là nay là tháng 3 tháng 4 rồi, gần giáp năm rồi. Là cho tôi là đi ra đó xuống đó rồi biểu là không có được về, rồi để đi dắt tôi đi lên đó, lên như cái núi mình chết làm nấc thang đi là đúng. Tại vì sao? Đem tôi ra đó rồi á, một người ở đằng trước bưng cái cặp táp như con vợ đi đằng trước, hai bên văn phòng cũng như cái đường luồng cửa sổ mà nhà trọ cho mướn vậy đó. Hỏi trong văn phòng này á là có bà Phạm Thị Ru hay không, Là tên trong gì văn hai? phòng trả lời không có. Tôi đi thì hai quân hầu đi hai bên, tôi đi là không cho mặc áo thùng xè, chỉ áo cánh sát nách như ngày xưa mà để không thấy vú thôi, chứ không phải áo lá đó, chứ không phải là áo mà như bây giờ mà dài dép. Hai quân hầu đi hai bên, đi từ đó cho đến xuống đến mức cuối cùng, rồi quay lên nó khoảng chừng 30 thước thôi. Xuống cái đó là quay đảo lại cũng hỏi trong hồ sơ này có bà Phạm Thị Ru hay không. Trong cửa sổ trả lời ra cũng như văn phòng đó, trả lời không có. Thì từ đó cho đến nay đã hồn khôn tôi về rồi. Tôi mệt dữ lắm, nay hồn khôn tôi bình thường rồi, chứ lúc xưa tôi ăn mặc te tua, quần áo dơ dái, quần áo rách rưới lang thang. Em mà trả lời trong có đúng hay không, trả lời Dạ đúng rồi. đó. Đó cháu nó thấy như vậy nó quay đó, tại nó trả lời vậy đó là cái cô bác chị em mình. Thôi bây giờ trước hết thì cũng vậy đi, còn riêng gì cái bệnh đau thì ngày xưa thì thiệt cái bố cổ của tôi nó bự lắm. Thì tôi không ngờ cô Chính ở sát bên, để tôi đây là tôi bày cho đỡ người cô bác gần xa. Rồi khi nghèo khó cứ làm y vậy đi, bả nó bả heo bả đẻ ra, bả lấy
bà nấu cho heo mẹ ăn thôi, không rửa nha, nếu rửa là mất hiệu quả. Rồi bắt đầu mới là nấu đậu xanh hột cho heo mẹ ăn. Tôi không ngờ mình ốm quá, mình hỏi cô Chính ơi, à, nhau heo bà đâu rồi? Bà hỏi chi? Ăn, bà hỏi mày dám ăn không? Tôi không dám. Cháu heo hả gì? Ngao heo. Ngao. Ngao con heo, à, nấu với đậu xanh hột. Dạ. Để cho heo mẹ ăn là mát. Heo dạ. Con bự bán 25.000 ký à, lúc dạ. Đó là lâu lắm, 36 tuổi đó. Dạ dạ. Hôm nay tôi 64 rồi, dạ. Mấy chục năm rồi đó. Dạ. Mà hiện giờ bú cổ tôi đã hết rồi nè. Dạ. Bác sĩ còn phải xạo rồi, bác sĩ xạo rồi. Dạ. Rồi bắt đầu mới lấy cái chén nấu xong rồi. Ngao heo không rửa nha, chị mẹo chứ không phải là nấu ăn mà như mình mập ốm đi đẹp thôi nha. À. Khỏa cái chén qua, múc chỉ một chén nhỏ tôi uống vô. Thì hôm nay cái bú cổ tôi mấy chục năm rồi, con người tôi rất khỏe, không có gì tải ngại hết. Mà thì... mà chị hai uống mấy lần mới... Có một lần một thôi. Một lần duy nhất. Mình nghĩ là dạ. Cho mập. Dạ. Không ngờ hết bú cổ. Hết bú cổ, dạ. Nó rõ ràng câu chuyện. Thấy thì... heo nó ăn á, thì nó mập. Rồi mình ham, mình nói để mình ăn để cho ăn mình cho mập. Mập. Dạ, ăn mà hết cổ. Không ngờ dạ. Nó hết cái câu chuyện là đó là năm 36 tuổi đó. Năm dạ. Nay tôi 64 tuổi rồi. Dạ. Đó là những cái câu chuyện mà dì hai trải qua. Rồi, rồi phần thứ hai. Dạ. Con mũi. À, phần thứ hai là con. Dạ. Thằng nhỏ tôi nó sinh năm 86. Dạ. Năm nay ba mấy tuổi rồi. Khi nó bệnh á là chỉ có 2 tuổi thôi, chưa được 2 tuổi. Dạ. Là nó bị phong. Phong nhiều lắm, dạ. Bác sĩ cho uống thuốc ở trên miệng. Ở dưới đít thì cũng vẫn ỉa ra bình thường, không có tiêu. Yeah. Rồi bắt đầu mấy bà già xưa bài. Thôi bây giờ nếu khi nó làm kinh thì mày chụp con thằng lằn mày bỏ vô họng mày nhai đi. Yeah. Mày lấy cái máu đó mày cạy họng con mày, mày lấy chiếc đũa mày để ngang qua để đứt lưỡi tội nghiệp nó chết. Yeah. Nó nhổ, mình cũng như mình ăn trầu đi. Mình yeah. Nhai cái chất máu đó mình nhổ cho nó ực. Thì yeah. Bây giờ hiện giờ thằng con tôi nó còn khỏe. Yeah. Em trả lời, nó đang mận hồ 37 tuổi ở nhà gần yeah, sao. Đúng rồi, bây giờ thấy ảnh bình thường nhưng mà à, cái hồi 2 tuổi đó dì hai áp dụng đó mấy lần? Chỉ có không ngờ uống con đổ con dạ. Nhả nó con lần à. Mà trước đó là ảnh bị phong đó, ảnh lên cơn nhiều lần không? À, thì mới lần đầu thì nóng sốt. Dạ. Rồi cũng giật dạ. Nhiều lắm rồi mà không dạ. Có thuốc gì trị hết. Dạ. Đi bác sĩ cũng không hết. Dạ. Mới trả về. Dạ. Trả về mấy bà già xưa mấy bài. Dạ. Thì tôi làm. Dạ. Tôi nhả cho con tôi nay nó khỏe rồi. Dạ. À, là... như em biết hiện giờ là thằng chóm đó, nó mặn dạ. Hồ đó. Dạ. Là, đó là sự thật cái câu chuyện. Dạ. Đó, đó. Rồi qua chuyện thứ hai. Rồi ngày xưa tôi có nói bú cổ thì ăn nhau heo, dạ. Có bệnh ung thư thì ăn nhau mèo. Ừ. Ông xã tôi bệnh 6 tháng trời là bò lết không à, không đi đứng được. Dạ. Không ngờ con mèo đó đẻ để lại 3 lá nhau. Tôi ừ. Mới bụm một lá là tôi đi lại đằng kia tôi nói tại sao con mèo để mình lá nhau như thế này. Về dạ. Tiếp tục đẻ 2 con nữa nó không cắn nhau. Tôi bứt một lá tôi bỏ vô họng tôi thì tôi ăn. Thì tôi cũng không có gì hết, cũng mạnh khỏe. Yeah. Ông xã năm nay 62 tuổi, đi mặn hồ đâu lại bình thường. Yeah. Không còn nằm như mỗi lần mà 6 tháng nữa. Yeah. Ngày xưa ông cụp sống, ông không đi được. Yeah. Là ông cà xích cà tú, cà xích cà tú, khổ lắm. Lúc đó bác sĩ có nói ông bệnh gì không? À, gai cuộc sống. Gai cuộc sống. Có thể bại liệt, không có gượng được. Mà yeah. Không ngờ mà ăn nhau mèo. À. Bứt một lá nhau mèo sống. Tôi ăn một lá, à. Bỏ đường cát vô. Chứ không uống nước, sợ tanh hôi ói. À. Tôi mới nhét cha mày ơi, ông nhắm mắt lại đi. Tiền cũng không có nữa. Dạ. Cái ông cũng nghe lời, ông nhắm mắt, tôi ngắt một lá con mèo, tôi mới nhét vô cho ông, bỏ đường cát, tôi kêu ông ực đi ông. Dạ. Biết đâu phước chủ mai thầy, đau nam mà chữa bắt. Dạ. Ông nhắm mắt đi ông, tôi nhét ông. Thì ông ực vô cũng bỏ đường cát đi, giờ ông khỏe ra nè. Ông mặn à. Hồ. Chính em biết, ông hai đó, ông hai A dạ. Đó là trả lời trong má cho người ta nghe. Dạ, đúng rồi, những gì hai nói là chính xác. Chứ còn dạ, đúng ra thì đường nghèo lắm. Vất vả nghèo lắm, bây giờ còn không có quần áo mặc nữa. Dạ. Chị em nào cũng cho mà mặc không quỷ hoại cái món ăn cũng vậy, là quần áo ha, bất cứ cái chuyện gì cũng vậy. Dạ. Thì sống trên thế gian này đừng nên mà gì sơ sót, đừng có gì mà lật tới lật lui xảo miệt ha, là chuyện đời là không bao giờ hết đâu. Cứ dạ. Sống thật thà, chân chính. Dạ. Dạ. Mình không đi chùa chiền, dạ. Những lương tâm của mình là chính thức bản thân của mình. Yeah. Thôi bây giờ tôi có bao nhiêu lời tâm sự. Yeah. Thì anh em, cô bác, con cháu. Yeah. Thì nghèo khó như dì hai. Yeah. Thì cứ cố gắng nghe dì hai kể như vậy đó. Yeah. Thì cứ mình nghèo khó dì hai hồi xưa hả, 1-5 ngàn cũng không có, nó đừng nói chi 1-200 ngàn như bây giờ. Yeah. Thì bây giờ ơn trên độ mạng như thế đó, trời cứu chứ dì hai không ai cứu dì hai nổi hết. Yeah. Nhưng mà năm nay là 64 tuổi rồi, đời người sắp hết rồi. Yeah. Thì vừa qua rồi á là mấy gian giấy. Thôi bây giờ nghèo quá,
không cưới vợ cho con nổi. Giấy ơn trên độ mạng bà cậu phù hộ phước mặt phước này á, con ơn trên độ mạng cho tôi có cơ hội nhỏ để cưới vợ cho con. Ừ. Là tôi trúng được hai tờ giấy số 40 triệu, lấy cây vàng 30 triệu 500, nay 5 năm rồi. Ừ. Cưới vợ cho con. Ừ. Đây là cháu nội nè. Đó, đây cháu nội nè. Đó. Đứa này đứa lớn nói chung là nhỏ. Mình là người sống tốt nên là mình cầu nguyện gì có linh ứng gì hay ha. Ừ, thì bây giờ nói vậy đi. Dạ. Rồi đỡ bình phước. Dạ con cũng cảm ơn chị Hai đã chia sẻ. Chứ còn đúng hy vọng là bây giờ cũng còn khổ nữa. Dạ. Khổ mà thích đi đi nha, leo trèo giỏi lắm. Dạ. Đây chị Hai là hàng xóm của nhà mình nha. Đó, nên là mình nhiều nghe. Mình nghe chị Hai kể nhiều lần lắm rồi về chia sẻ này kia mình cũng mình gần xa. Dạ nên là mình muốn quay lại để cho mọi người khi mà ai mà có cái những cái bệnh hay gì đó thì như trường hợp của chị Hai kể thì mình cứ áp dụng, tại vì cái này là mẹo với lại thuốc cũng là từ cây cỏ thực vật thôi chứ không có cái gì có nhưng hại. Bản thân mình ăn như heo hết nè. Dạ đó thì áp dụng để có thể gặp phước chủ may thầy mình hết bệnh thì coi như là một cái sự lợi ích. Dạ nhau heo nó đẻ xong rồi mình đẻ lấy xong bỏ vô nấu. Dạ. Rồi lấy cái nước trong uống thôi chứ không phải là ăn hết trong đó. Không có ăn cái nhau, à, chỉ lấy cái nước, nấu với đậu xanh. Ừ. Dạ. Là không rửa không gì hết. Dạ. Là nó lắng cái cặn xuống cái nước đó. Phả cái bọt ngang, múc cái chén nước trong thôi. Dạ. Chính bản thân tôi vậy là tôi hết, tôi bà ra chị em gần xa. Dạ. Rồi con cháu nghèo khó như dì Hai. Dạ. Thì vậy thôi chứ còn không biết cái gì để giúp. Dạ. Rồi con cảm ơn dì Hai nha. Rồi. Hẹn gặp lại dì Hai vào câu chuyện khác. Bye bye. Chào mọi người.